dở cái đầu khóa lên để anh quay cho mọi người xem đây. Đó, hai tờ neo nè. Đó, sáng thổi 700 triệu đó. À, anh khoan này nha, như cái máy giặt nè. Đó. Ghê chưa? Bốn cái lưỡi dao đang chạy đó. Rất là chậm nha các bạn. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình đi ngang đây vô tình thấy một chiếc sáng thổi tự chế. Cái này là gắn cái 8DC9 ha. Đây, chút là anh dở cái gào lên nè. Rồi mình đi dưới mình cho các bạn ngồi cùng xem nha. Đó, anh quơ cái cần lên nè. Này là cần sáng thổi của người dân tự chế nha. Đó, các bạn thấy cái đầu khóa phía trước ghê gớm chưa? Di chuyển nè. Này, anh gọi lái trông như là siêu nhân luôn. Bây giờ mình đi dưới thử coi. Đó, ghê chưa? Đây, cái động cơ 8DC9 này. Quá dữ. Đây là các bạn vừa thấy này, cái đầu phá phía trước nè, thấy không? Đó, cái đầu phá đó là nó sẽ tạo, nó chém đất. Chém đất cái đầu sẽ ở đằng này là nó có nguyên cái dàn hút vô. Hút vô đường ống sẽ dẫn qua bên kia xong ha. Cái tàu này còn mini nhưng mà làm việc thì cũng hiệu quả lắm. Như là bốn cái lưỡi dao vậy. Nạo cũng tương đối là sâu ha. Đó, anh sẽ cho chuẩn bị vận hành này. Bên trong là động cơ Mitsu 8DC9. Đa số là máy sáng thổi này thì chạy cái dòng 8DC là nhiều các bạn. Vì lý do cũng không cần phải cumin đâu. Cumin thì nói chung cũng nuốt dầu cũng thấy ham lắm à. Nè cái cần chữ A nè, dây này thì được bó cáp bó ấy trơn rồi. Rồi anh quay đi anh. Đây, nạo nè. Rồi anh đưa cần chữ rồi. Wow, nguyên cái dàn này cũng thép thì chứ. Quá nhiều nhựa, đây là điều khiển cái đầu khóa nâng lên hạ xuống.
trăm triệu nha các bạn. Lấy xác của chồng thì cái này là phải dùng hai cái neo nha, phải có một cái neo đít với hai cái neo hai bên để khi cái quá trình mà ảnh di chuyển qua lại và cái vấn đề là tàu không có chạy tới chạy lui. Đây thì dùng với một con cáp thôi, nhìn khá là mini ha. Cái đường ống dẫn đi thì được 700 mét. Thank you.
để anh quay cho mọi người xem đây. Đó, hai cái tờ neo à. Đó, sáng thổi 700 triệu đó. À, anh khoan này nha, như cái máy giặt nè. Đó. Ghê chưa? Bốn cái lưỡi dao đang chạy đó. Rất là chậm nha các bạn. Cái này là chuyển cái láp ra. Đó, cái đầu khúc đó. Nó chém nhừ đất ở bên dưới, ở đầu là sẽ dính bọc đó anh. Như cái máy giặt vậy ha. Ủa sao mình không chế là cái lược đó ta? À vậy ha. Dạ. Ủa cái ống vô này là nó nhiều ta? Ống vô này là nó 300 hả? 300, ống ra là 350 ha. Ủa gì hả? Ủa cái ống này ống gì? Ông sùng dẫn, à ông sùng dẫn vô ha, vậy là ông vô là 300, ống ra là 250 à, nó nhỏ hơn lại, nó giảm lại. Ủa cái này sao anh không truyền, anh chế ben đó, nó hơi cao hơn truyền láp này ha. Dạ, làm cơ thì mình dễ sửa chữa hơn. Thấy đơn giản chứ cũng khó khăn lắm ha, chứ không phải dễ đâu anh ha. Cái này là anh tự chế luôn hả? Dạ. 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 Để điều khiển ra nè. Đó. Đầu vô số. Ủa vậy là anh nhận thổi ở vòng tất cả ở vòng vòng đây phải không? Để hồi em lấy số điện thoại em, có gì ai có thổi gì liên hệ cho anh ha. Mình hỏi ăn hầm hay sao anh? Não có khối lượng số. Dạ. Đất trục thì khối 80. À, nếu mình hỏi đất thì khối 80 ha. Đất đỏ. Còn nếu mình mảo ăn hầm thì mình chơi theo ăn hầm. Đúng rồi. Nếu bà con có nhu cầu mảo thì mình mảo. Còn cái số điện thoại là số mấy? 0942. 0942 rồi. 565883. 565883. Để mọi người mà có nhận thổi hầm hay gì đó thì liên hệ cho anh ha. Anh tên gì? Tú. Anh Tú. Anh Tú ha. Anh Tú ở đâu lận? Dạ. Dạ, chỗ anh Tú thì chuyên nhận thổi tất cả san lấp mặt bằng với những cái diện tích mà hầm rồi đó. Ví dụ mà nhiều thì anh sẽ huy động lực lượng 500 anh em lại thổi. Còn cái này là, ủa mấy cái cọng dây curo này là tuổi thọ nó mình xài là bao lâu hả anh Tú? Cả năm. À, một năm ha, mấy cọng này ha, mình phải có cái độ đàn hồi với ha. Đúng rồi, đàn hồi nó xài cả năm lên. Dạ. Tại như này nó gần Tết rồi, gác chạy hết này nghỉ Tết. Ủa rồi, cái xích này là mình chế là mình lấy ở đâu ta? Mình mua mới á. Mua mới ha. Mua nhông mới luôn. Dạ, xích nhông là mua mới hết. Mới hết, toàn bộ mới. Còn cái dây curo thì ví dụ như nó mình phải có độ đàn hồi coi ra giãn gì đến mà nó mới chịu mình lái. Ủa cái động tác lái nó là sao anh Tú? Cái cần này là sao? Cái thằng này thì nó bend lên bên xuống nè. À, bend lên bên xuống cái đầu khóa mình ha. Ừ, đúng rồi. Còn cái thằng này thì nó vô bờ này thì ra. Dạ, thằng này là điều khiển hai cái neo tời. Đúng rồi, qua lại. Dạ. Còn này muốn ai cho nó hết đất mình cho tới xã này. Dạ. Là chỉ có ba động tác à. Này là lên xuống, hai thằng đó thì hai tờ neo. Bốn. À, bốn thằng này nữa. Thằng này là tờ sao hả? Hả thế. Bộ như là cái máy này nó tức là nó khoan rồi nó hút luôn hả ta? Đúng rồi. Ông sùng nó đi ra số đích. Đúng rồi, ông dạ. Đi ra số đích. Vậy là nó dẫn xa tối đa là nhiêu anh Tú? Thì nó tùy theo cái nó thường thường là chạy tới cây 2 số, nếu dùng đất đỏ này nó chạy tới cây 2 số. Cây 2 ha là tối đa nó ha. Còn trung bình là nó khở 700-800 là nó em thấy trung bình. Ủa ống này sao anh không xài ống mà kiểu như là nó dạng như là ống nhựa Bình Minh được anh Tú? Ống nhựa đó mình làm nặng nhân công. Dạ, còn cái này thì mình nhẹ. Với lại thứ hai nữa. Lẻ này mình đâu có xài ống đó được. Dạ. Trừ khi mình lãnh công trình ở vài tỷ thì mình có thể đầu tư dàn ống. Dạ. Nó cố định. Đúng rồi. Với thứ hai nhiều khi cái này nó có dính gác đồ này cái nọ mình cũng dễ xử lý nữa ha. Đúng rồi, dễ xử lý. Vì ống này ống ga chỉ có 250 thôi. 250 em thấy cũng được rồi. Ủa vậy đầy hầm cho anh ha. Đầy đầu ống giờ ống tiếp. Dạ. Vậy là cái này anh mình tự chế ra luôn ha anh ha. Đúng
thì cũng mua của người chú ấy, không thấy đi bằng hoài rồi, không thấy cũng vất vả, vất vả cũng thương cũng bán. Dạ. Bán thì bán cho chịu cho nó rồi cơ mặn như có nhiêu gạo không nhiêu. Dạ. Giờ mà nói chung là cái này mà ổn định là em thấy cũng im hết chứ ha. Thì nói chung mình làm này thì ngon hơn làm cái 50 con rượu. Dạ. Cái 8DC này là em thấy nó chạy garanti thôi cũng dư lực rồi. Tại đường gần á, đường này mình gần. Ví dụ như cái này mà nếu mà ấy là cái chạy cái 6D24 thì em nghĩ cũng ổn á. Mà nó hơi nặng. Nó có cái mình dẫn cái đường xa nó dở. Dạ, dẫn đường xa nó không bằng này, thằng này thì mình thấy nhích lên được. Thằng này mình nhích với cái máy mà mình đấu sao đấu cho mình chạy mà hơn nửa mức ga nữa phải ăn dầu rồi. Dạ. Dưới nửa mức ga thì đỡ dầu. Chứ này mà đẩy cumin 250 hay 350 vô là em nghĩ là ngon á. Đúng rồi. Đó, cái lực nó dữ lắm mà nha. Nó tại nó có chục bô đó. Nhưng mà dầu nó cũng dữ lắm à. Nên cũng quá phê. Dạ. Dầu hẳn thôi cho. Ủa này là mình cái đuôi sao là còn trong xe phải không ta? Ừ đúng rồi, cái đuôi còn trong xe. Mình cắt ba da. Dạ. Trong xe luôn. Mình còn cái ba da nó đó. Đúng rồi, rồi mình đây mình xuống chút hại mình. Ủa cái này anh đâu có truyền số hả anh Tú? Không, đâu có truyền mình, số. Mình ra thẳng luôn mà, thằng này là 40 60 hả ta? Cái vô ly nè. Dạ. Vô ly đó 20 40. 20 40 ha. 20 40. Ừ đúng rồi, tại thằng đó nó nhỏ ra nè. Dạ. Nó tới 3-4 tầng nhông lên mà nó, cho nên nó phải giảm lại. Dạ. Cái thằng này vô đây thì nó kéo, nó truyền nhông lại, nó kéo đầu khóa. Đúng. Đầu khóa với một cái là cái hút. Cái hút nó ống sùng dẫn càng sau. Nếu mà cái này anh chế mấy sáng bự là cũng được á anh Túc. Đây mọi người mà có cần quan tâm về mà nhận thổi bùng hầm gì đó hay là như thế nào thì có thể liên hệ qua cho anh Tú ha, với số điện thoại là 0942 565 883. Đây bây giờ thì anh sẽ chuẩn bị tiếp tục một chút nữa mình sẽ qua bên cái kia cho mọi người xem là cái hiệu quả của cái chiếc tàu 700 triệu mà anh nghiên cứu, anh tự anh chế ra. Đây là cái đường ống mà ở bên tàu bên kia thổi ra đây các bạn. À, cái mặt đất thì khá là đạt ha, đất sét không à. Đây đường ống là dẫn ra là 250. Anh đang bơm cái hầm này. Nói chung là chạy là ngon lành á. Rồi có lẽ cái video mình xin tạm dừng tại đây ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mọi người mà có cần quan tâm về thổi bùng thì có thể liên hệ qua cho anh Tú nha. Số điện thoại nãy thì mình cũng đã có đọc. Đấy, mọi người xem lại cái mặt đất này. Rất là nhanh. Ở đây thì anh thổi khoáng, thổi ăn hầm.